Cát Thánh, ngày 3 tháng 10 năm 2023. Thánh Gian Đúc La năm 1414 đến 1484. Sinh trưởng ở Đúc La, Ba Lan. Gian là một nhà khổ tu trước khi gia nhập dòng Conventual chi nhánh dòng Francisco vào năm 1440. Sau khi thụ phong linh mục, sứ vụ giao giảng đã đưa ngài đến các nơi mà hiện nay là Ukraine, Moldavia và Belarus. Đã vài lần ngài làm bề trên tu hội địa phương và có một lần ngài làm giám thị trung ương dòng Francisco ở Lviv, Ukraine. Thánh Gioan Capistrano đến Ba Lan năm 1453 và thành lập các tu viện sống nghiêm nhặt theo quy luật Thánh Francisco. 10 năm sau, Gioan Đúc La gia nhập tổ chức này, mà sau đó trở thành tỉnh dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sự khó nghèo, tuân phục, khổ hạnh và sùng kính Đức Mẹ là đặc điểm của đời sống cha Gioan Đúc La. Ngài tìm cách hòa giải những người ly khai với giáo hội công giáo. Mặc dù ngài bị mù năm 70 tuổi, ngài vẫn tích cực trong công việc giao giảng và giải tội. Ngài được phong thánh ở Krosno, Ba Lan, năm 1997 trước một giáo đoàn khoảng 1 triệu người, đến từ Ba Lan, Bohemia, Slovakia, Ukraine và Hungary. Lời bàn, trong bài giảng lễ phong thánh, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở đến các người con của Thánh Francisco khi họ đặt chân đến Trung Âu Châu vào thế kỷ 13. Sự hoạt động của dòng Francisco đã tìm thấy vùng đất màu mỡ nơi quê hương chúng ta. Vùng đất ấy cũng phát sinh nhiều chân phước và các thánh là những người theo gương thánh Assisi nghèo hèn. Làm sinh động Kitô giáo ở Ba Lan với tinh thần khó nghèo và tình huynh đệ. Các ngài đã đưa kiến thức cũng như sự khôn ngoan vào truyền thống tinh thần nghèo hèn và lối sống đơn sơ. Để từ đó có ảnh hưởng tốt đẹp trong công việc mục vụ. Khó nghèo, đơn giản và hăng say tìm kiếm chân lý là đặc điểm của phương cách truyền giáo mà các tu sĩ Francisco theo đuổi trong gần 8 thế kỷ qua. Họ sẽ giúp chúng ta hăng say làm chứng nhân cho tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Lời trích, trong buổi lễ phong thánh cho cha Gioan Đúc La, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, Đức Giêsu Kitô là vị thầy duy nhất của thánh nhân. Ngài không lùi bước trong việc noi gương thầy và Chúa, nên trên hết mọi sự điều ngài ao ước là phục vụ. Trong đó bao gồm cả phúc âm của sự khôn ngoan, của tình yêu và bình an. Ngài đã thể hiện ý nghĩa này của phúc âm trong toàn thể cuộc đời ngài, L'Observatore Romano, tập 27, số 6, 1997.